Trưa ngày 10 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phun nước dập lửa tàn trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân sống gần kho hóa chất nói trên nghe thấy tiếng nổ lớn, kế đó khói lửa bùng lên dữ dội. Lửa lớn kèm cột khói cao hàng trăm mét từ đám cháy bao trùm khu vực, tỏa mùi nồng nặc khiến cư dân khu vực náo loạn trong đêm, nhiều người bỏ chạy thoát thân, không kịp mang theo tài sản. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa. Ghi nhận vào sáng cùng ngày, kho hóa chất rộng cả ngàn mét vuông đổ sập nhiều phần. Khoảng 9 giờ 30 phút, khói trắng vẫn bốc ra nghi ngút từ bên trong. Xung quanh kho hóa chất, hai nhà dân và nhiều cây cối bị ảnh hưởng, cháy xém. Trong đó, căn nhà đồng thời là nơi cho thuê trọ bị ảnh hưởng nặng. Theo người dân, chủ căn nhà là ông Trần Văn Tê, hay còn gọi là ông Út, 52 tuổi, bị ngất xỉu ở chân cầu thang căn nhà. Ông bị bỏng nặng, ngất ở chân cầu thang và được người dân đưa đi cấp cứu. Anh Hiệp, 37 tuổi, quê ở An Giang kể lại. Gia đình cho biết, ông Tê hiện sức khỏe yếu, bác sĩ thông báo tiên lượng rất xấu, một số người dân cũng bị bỏng nhẹ sau hỏa hoạn. Hiện vụ việc đang được điều tra. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.